Messi và Ronaldo đã chọn chiếc đồng hồ nào của nhà Rolex để nhân dịp ra mắt câu lạc bộ PSG và Anatol? Hai chiếc đồng hồ này có thiết kế và giá cả như thế nào? Các bạn cùng Kỳ Lân Happy tìm hiểu nhé. Ngày Messi cập bến PSG, siêu sao người Argentina được phát hiện đã đeo lên tay chiếc Rolex Jack Master 126655 màu vàng hồng để ký hợp đồng với câu lạc bộ PSG. Vậy chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt mà được chủ nhân của 8 quả bóng vàng chọn để đeo lên tay trong dịp quan trọng này? Rolex Jack Master còn được gọi là chiếc đồng hồ định nghĩa thời đại với chất liệu vỏ bằng vàng emerald 18 carat 40mm. Khung viền được làm bằng gốm đen mờ, xoay hai chiều, chia vạch 60 phút, miếng lót Sierra Chrome số nổi với những vạch chia đánh bóng hoàn hảo, tạo nên sự khỏe khoắn khi được đeo lên tay. Mặt kính của chiếc đồng hồ này được làm hoàn toàn từ ngọc bích, kèm theo ống kính Cyclops hiển thị số ngày. Ngoài ra, với năng lượng dự trữ trong vòng 70 giờ, thiết kế tay đeo Oyster Flex bền bỉ được làm bằng lưới kim loại linh hoạt dạng khuôn đúc kết hợp với vật liệu đàn hồi hiệu năng cao cùng với móc khóa an toàn Everall cấu tạo nên sự chắc chắn khi đeo lên tay của những vận động viên thể thao trông rất hợp đúng không ạ? Chắc hẳn các bạn đang tò mò về giá của chiếc đồng hồ này đúng không? Hiện tại chiếc Rolex Jack Master 126655 được bán lẻ trên thị trường với giá sấp xỉ 28.000 đô, nhưng với mức lương 4 triệu một mùa của Messi thì đây cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Vậy anh yêu của chúng ta đang đeo chiếc đồng hồ nào, giá cả như thế nào, chất liệu ra sao? Các bạn cùng Kỳ Lân Happy tìm hiểu ở video tiếp theo nhé. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.